cuộc đời giờ nó ngộ lắm, làm như hả phải thần tượng ai, phải cuồng nhiệt, phải cuồng điên lên hay sao. Clip này anh xin dành cho mấy cái đứa CK mất dạy của Sơn Tùng MTP. Chị mẹ tụi bay, thần tượng ai đó là đâu phải tụi bay cuồng điên, tụi bay cuồng nhiệt một cách vô văn hóa, vô học thức vậy được. Tôi thấy Sơn Tùng thì tới đâu làm gì y với rằng là cái dòng của họ tụi bay à, nao nức, hớn hở, hớn ha, hớn hớt. Đĩ mẹ tụi bay, thần tượng cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, làm đến ta ghét. Còn cái đứa hả, bỏ ăn, bỏ học, bỏ ngủ, bu đám theo, làm vậy chi. Mình thần tượng ai đó thì mình hãy lấy cái hình tượng người đó và áp dụng vào cuộc sống của mình ha. Chứ không phải mà tụi bay cứ tối ngày tụi bay bám theo mà tụi bỏ ăn, bỏ học, bỏ cuộc sống đời thực của tụi bay. Cha mẹ tụi bay nuôi tụi bay lớn lên cho ăn học, tụi bay bám cái thần tượng tụi bay khùng khùng điên điên, cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Cha mẹ tụi bay dạy được để tao dạy tụi bay. Nghe nói nó còn đập bóng quán bar, nó phá vỡ sân khấu nữa kìa. Bà nội cha tụi bay tháng 7 chưa tới mà tụi bay lên đi giữ vậy. Nơi nào của tụi bay y như rằng nơi đó có rối loạn vậy đó. Bỏ ngang tao mà thấy ha. Còn cái kiểu mà thần tượng cuồng điên cuồng nhiệt, tao tán vô mặt từng đứa, tao tán rớt răng từng đứa nghe chưa. Tao lấy AK-47 tao nã bể giái từng con hết á. Thứ điên điên mất dậy. Trong cuộc sống ai cũng có thần tượng cho riêng mình hết, mà đâu ai cấm tụi bay thần tượng người nào đó. Nhưng mà cũng gì vừa phải thôi chứ. Tụi bay thần tượng riết mà tao gặp tụi bay tao sợ luôn á. Giờ người ta ra đời ít lắm, toàn là trẻ trâu không mà, toàn là xanh ra trâu không mà. Thế giới vậy loạn hết rồi.